Chào mừng anh em đã tới với Góc Arsenal. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Và trước khi tới với những tin tức nóng nhất ở trong 24 giờ qua của đội bóng thân yêu, hãy like và subscribe để ủng hộ kênh anh em nhé. Cụ thể, sau chiến thắng 1-0 tối thiểu ngay tại Stamford Bridge trước đội chủ nhà Chelsea, huấn luyện viên Arteta đã không giấu được niềm vui khi đội nhà đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm. Ông cho biết, đó là một bước tiến nữa, thắng lợi này đã chứng minh rằng chúng tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó. Arsenal hoàn toàn có thể thi đấu với đẳng cấp cao trước những đội bóng lớn và hy vọng điều đó sẽ giúp toàn đội có thêm sự tự tin. Dù Arsenal là một tập thể còn khá trẻ, nhưng hôm nay chúng tôi đã thi đấu thực sự vững chãi. Sự bình tĩnh, lòng quyết tâm, đó là phẩm chất, là dũng khí để đội giành chiến thắng trong những trận cầu như thế này. Và hôm nay chúng tôi đã làm được. Hôm nay họ thực sự thi đấu rất xuất sắc. Arsenal đã tạo ra hiện tượng ở cả sân nhà lẫn sân khách. Nguồn năng lượng mà họ tạo ra đã làm thay đổi tất cả. Chúng tôi thực sự hài lòng với phong độ của toàn đội ngày hôm nay. Những gì mà họ thể hiện trước một đối thủ như Chelsea xứng đáng được ghi nhận. Huấn luyện viên Graham Potter cũng nể phục phong độ của pháo thủ thành London. Vị huấn luyện viên này cho biết, trên sân có hai đội và tôi nghĩ Arsenal phòng ngự tốt, pressing tốt và tạo ra cơ hội ghi bàn. Đó là những gì các đội bóng hàng đầu làm. Và Arsenal là một đội bóng hàng đầu ở lúc này. Tôi không muốn nói điều đó, nhưng có lẽ đó là thực tế. Trong trường hợp đó, chúng tôi phải làm tốt hơn về cách chúng tôi tạo ra cơ hội. Vì nếu không, rất khó để làm nên chuyện. Rõ ràng là sự tự tin cao hơn đối với Arsenal. Họ đã có điểm, có một sự khởi đầu thực sự tốt và làm những việc cùng nhau trong 3 năm hoặc lâu hơn. Họ có một sự hiểu biết về nhau. Ở mùa hè vừa qua, huấn luyện viên Arteta đã gia cố hàng phòng ngự Arsenal bằng cách chi 30 triệu bảng cho hậu vệ cánh trái Zinchenko. Sau khởi đầu thuận lợi, tuyển thủ Ukraine đã dính chấn thương và phải ngồi ngoài trong nhiều tuần liền. Trong thời gian đó, Tierney đã được Arteta sử dụng và chơi không tệ. Giữa tuần qua, Tierney đã ghi một bàn thắng cực kỳ quan trọng để giúp Arsenal vượt qua Rurik tại sân chơi Europa League. Đáng tiếc, với phong độ ổn định đó, số 3 của pháo thủ lại không được đá chính trước Chelsea. Bàn về vấn đề này, cựu pháo thủ Emmanuel Frimpong đã có chút bất ngờ. Theo đó, từ Frimpong viết trên Twitter, thật buồn cho anh vì điều này xảy ra. Thực tế dù không chơi tệ, nhưng Tierney không phải là ưu tiên hàng đầu của Arteta. Trong những ngày qua, có một số thời điểm chiến lược gia người Tây Ban Nha bố trí hậu vệ phải tung bin gia sư chơi như một hậu vệ trái. Đã có một báo cáo cho rằng, một số đội bóng tại châu Âu sân đón Tierney nếu anh rời Arsenal. Hạ Chelsea 1-0 ở ngoại hạng Anh, Arteta vượt qua thầy cũ Arsène Wenger để trở thành huấn luyện viên thắng nhiều nhất trong 150 trận đấu đầu tiên dẫn dắt Arsenal. Sau 150 trận, Arteta đạt 87 chiến thắng, nhiều hơn 5 trận so với hai cựu huấn luyện viên lừng danh là Wenger và George Graham cùng với 82 chiến thắng. Xếp sau họ lần lượt là Tom Whistaker 75 và Thierry Henry 72. Chiến thắng tại Stamford Bridge cũng giúp Arsenal trở lại ngôi đầu với 34 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đương kim vô địch Man City. Họ luôn giữ vị trí này sau mỗi vòng kể từ chiến thắng 3-0 trên sân của Bournemouth vào ngày 20 tháng 8. 34 cũng là điểm số kỷ lục của Arsenal sau 13 trận đấu đầu tiên tại ngoại hạng Anh. Trong lịch sử, chỉ 4 đội kiếm nhiều hơn điểm cùng kỳ là Man City ở mùa 17-18 37 điểm, Liverpool 19-20 37 điểm, Man City mùa 18-19 35 điểm và Man City mùa 2011-2012 35 điểm. Hậu vệ người Brazil đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trong chiến thắng 1-0 của pháo thủ tại Stamford Bridge, đưa đội bóng của Arteta trở lại ngôi đầu bảng. Anh đã đẩy bóng từ cự ly gần sau quả đá phạt góc của Bukayo Saka tìm thấy chỗ của anh. Và Gabriel đã ngay lập tức gửi lời nhắn tới người đồng đội cũ Aubameyang sau tiếng còi mãn cuộc. Trong trận derby London, Aubameyang đã xuất hiện trong một video của BT Sports nơi anh đã nói: Arsenal không có gì, nhưng tôi đã trở lại. Tôi là một The Blue. Tôi đã sẵn sàng. Đáp lại phát ngôn đó, Gabriel đã đăng tải trên trang cá nhân: không có gì, London là màu đỏ. Cựu cầu thủ của Lille, người vừa đặt bút kiếp đồng giày hạn mới tại Emirates, đang tận hưởng một mùa giải tuyệt vời cùng Arsenal. Anh đã ghi 2 bàn từ 18 trận đấu của mình trên mọi đấu trường. Anh đã đá chính trong tất cả 13 trận đấu tại ngoại hạng Anh của pháo thủ. Hậu vệ người Ukraine đã bất ngờ tâng bốc một người đồng đội của mình sau thắng lợi trên sân Stamford Bridge.
Chiến thắng trước Chelsea hiển nhiên là mang ý nghĩa lớn đối với các cầu thủ và hầu hết đều nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trên các trang mạng xã hội của mình. Với Mohamed Elneny, anh thừa nhận trên Instagram rằng mình tự hào khi được là một phần của đội. Đáng chú ý, phía dưới phần bình luận, Zinchenko đã phản hồi Elneny bằng dòng chữ Zidane của Ai Cập. Thực tế thì Elneny đã không thể hiện được nhiều ở trong trận đấu này bởi phải tới phút 87 thì anh mới được tung vào sân. Mùa giải năm nay, trong bối cảnh Granit Xhaka bùng nổ và Thomas Partey thì giữ phong độ ổn định, thời gian thi đấu của tiền vệ người Ai Cập cũng bị hạn chế rất nhiều. Và vừa rồi là tất cả những thông tin nóng nhất của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ qua. Nếu thấy video này hay thì anh em đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.